Hello cả nhà nhá. Chào cả nhà. Chào cả nhà một ngày mới. Đấy, hôm nay lâu lắm rồi mình lại làm cái chương trình này. Đây, mình đang đứng ở dưới trang trại nhà bác Phận này. Nắng quá cả nhà. Đang đứng dưới đây này. Trang trại nhà bác cái rộng từ kia vào tới đây này. Lên tận trên đây còn có 30 mét một đường. Đấy cả nhà. Trang trại nhà bác này. Chắc là mình quay nhiều lần đấy, bây giờ bác cũng bỏ không. Phí chưa? Đấy, trang trại đẹp cái kia đấy. Chỗ kia mà ngồi và nhậu hết ý kìa cả nhà. Đấy, đây này này. Sạch sẽ nên ngồi thả câu cá. Cá bây giờ bác ấy chỉ thả để đấy để bỏ hoang, thả sẵn gỡ gạc cái tí sản phẩm thôi. Không chăn nuôi cả, đi làm bận lắm. Đấy, tại vì là cái thời buổi cho cả nhà nói biết dân chăn nuôi nó không ăn thua. Nuôi cá thì cũng con buôn hết. Ông bà con buôn xuống là nó không làm được cái gì cả. Thịt hết. Đấy, mình cứ chia sẻ nói vòng vo nhiều nha. Mấy bụi chè tốt của nhà bác, nâu lắm không xuống. Rộng rạc, tùm. Chè rất tốt. Ui, chẳng biết ai chặt trộm mấy cây. Mình vào thẳng trong đây để lấy cây rau sắn nhá. Cây rau sắn ở trong nhà nhà bác, trong bờ ao nhà bác để về muối chua lên cả nhà. Về muối chua lên đấy. Kho cá hay làm cái gì ăn thì tùy. Đấy, bây giờ mình vào đây để mình lấy cây rau sắn đấy. Đấy, cả nhà. Mấy bụi chè đẹp chứ. Chắc ai chặt mất mấy cây vắng. Trung Nam người ta gọi là cây khoai mì. Đấy cả nhà. Ui chuối rừng tốt rậm rạp quá. Đây nắm rắn lắm cả nhà. Con người bẫy xuống dưới này, bẫy này rất nhiều rắn. Mấy nay họ làm nối để đi vào nó còn con quang mới rậm lắm. Khu vườn bên người ta bỏ không sậy mọc đây tốt này, sẵn rắn rết lắm. Giống hoang vắng hay là rắn rất hay ở trú ẩn. Ruộng như này họ cũng cấy chán cấy. Ui cây xoan đổ đường dây điện này, dây điện nhà bác Phở đấy chứ. Buộc che cái bạt này. Đây là không phải là cổng đâu nhé, đây là đi tắt. Ui, măng to tướng. À, những cây chanh này. Đấy, mình lười đánh ấy cả nhà, nhưng mà đi mua đây cây chanh cổ to tướng đây này. Đấy, kia nữa kìa. Bác bảo xuống đánh về mà trồng, nhưng mà lười đánh lắm. Mua cụ cho nhanh. Mỗi năm mình hay xuống đây lấy ớt, lấy cái này về muối đó. Đây này, cây chanh to chứ này cả nhà, thấy chưa? Rất nhiều. Đây, dù hồ. Cây này mà, nhưng mà tội lười đánh chưa? Đánh vào dòng cái cả nhà khổng lồ chưa? Rất nhiều nhá. Ok, còn cái nhà kia, từ hồi xây cái trang trại kia, sàn kia, đổ bê tông là chưa nuôi một cái gì cả, cả nhà. Đấy, đầu tư cứ nuôi. Đấy, đấy một cây sập ngủ, làm video ngồi ở đấy, câu cá xuống đây, đúng là bố đời. Đấy, nhưng mà phải có tem làm mấy cả nhà, một mình làm gì. Đây còn ao đây nữa, đây là ao, đây là mới đào thêm rộng bát ngát. Đây tí mình sẽ ra kia lấy cái rau sắn kìa, cấu đó. Mình chia sẻ đây nhá. Đấy, cá quẫy cùng bũm. Ui ốc đầy, nó bám một cái thành cống. Đây cũng có mấy quả này. Nhưng có nhiều là rất về ớt này ăn nó ngon, còn ớt trên dĩa này. Mít chín rụng đầy nơi ao này cả nhà. Đấy. Ui ôi, quả mít chỗ kia kìa cả nhà, nhìn thấy không? To tướng gần cái đâu đâu cái cây kìa. Đấy. Rụng đầy ao kìa. Đấy. Đấy cả nhà nhìn thấy không? Đấy. Đấy cây nó rụng xuống đấy. Thế. Mít chín rụng đầy gốc cây. Mít nằm dưới đất lên.
làm nó mùi thơm đấy nhỉ. À, nó nằm đây, dụng nó nằm dụng kia đấy nhỉ. Nhiều thật các bạn ạ. Không, con nào chín luôn, nó dụng hết rồi. À đây, ui, khả năng qua đây cả nhỉ. Thế nào. Mình sẽ rứt qua đây xuống nhỉ. Thơm nó ở cả nhà. Chín nhũ này, vừa mình rứt xuống này. Đấy, không ăn. Đấy, vừa rứt xuống này. Cái dài ngọt lắm. Bữa nó ăn được muối nào ăn, không vứt xuống cho cá đâu. Cái dài đấy cả nhà, đây nè. Ngon chứ cả nhà. Ôi, nó nông đốc ra kìa. Cái dài cả nhà. Đấy, chân tay bẩn nha. Bữa mãi mới được. Thơm lắm cả nhà. Ngọt hết em. Quả này ngon thế này. Cái mang con dao đi thì mình đéo mang về được. Phí quá. Mít dai. Xứng đời ta điển được. Ào chuồng. Vài muối nữa vứt xuống ao. Ngọt quá cả nhỉ. Ngọt khé luôn. Nè. Cái quả này phí của giời. Em mà chẳng ai ăn. Ui, quả này sắp chín rồi. Đầy dựa ở tay. Cây gốc, còn hai quả này dưới gốc. Đã ra đây chia sẻ luôn cả, ra kia chia sẻ luôn cái ô cả nhà nhìn kìa. Thế thì sao? Nâu rậm rạp quá. Đồng họ đang cấy. Đấy. Ui giời, có tí gió ma thật. Cấy. Đấy, mít này cả nhà này. Rụng này, thối này. Ui giời. Kinh nhờ. Đây. Ui giời. Quả này chín mõm rồi này. Ui dồi ôi, vẫn trên cây mà chín mõm này. À, cái này cây mít mật. Ui dồi ôi, cái nhà này. Ui dồi, sao ngọt thế. Nó có chín cây ngọt à. Đây một quả mít mật. Cây mật, mít mật. Bỏ cái nón ra ăn nữa. Nó ngon. Ngọt quá cả nhỉ. Mít dai kia có cái ngọt riêng. Ui ồ, ngọt thế cả nhỉ. Bỏ đi hai rau sắn này đi ăn mít này. Ui ồ. Nhà nhìn này bỏ tiếc chứ. Ăn thì không ăn được. Nó nay mà anh em không xuống nữa, lấy ăn nó cái nó sợ rắn. Đủ ngon thế. Quả này có mật ngọt thật đấy. Các bạn kêu chua nha, không biết là để nó thế nào, nhưng đây chín cây ngọt ra đây này. No lắm rồi cả nhà. U rổ nè. U rổ. Sướng nhá. Ê. Ui lo quá cả nhà. Nè. U rổ. Nhìn lên mấy kia là cả nhà. Đấy cái mái dưới gốc này. Ui dù. Đây. Ui dù. Xem quả cao. Quả này khả năng sắp chín đâu. Quả này phải gần 20 cân. Ui dù. Đây chín. Nhà nó rụng dưới đây rất đây. Cả nhà nhìn quả ăn ngon nhưng no quá. Không thể ăn nổi nữa. Ui dù. Quên không mang cái gì. Cái bì cái biếc đây.
Đây này, dụng đây. Ui dồi, ui quả đang chín rồi này. Đây, rồi còn này. Ui dồi, ối, lại làm quả này phải làm vài múi ra để ngon chứ cả nhà. Ui dồi, ngon chứ toàn múi. Nó ngọt chết mất. Thấy chưa? Kìa, kìa. Ui, nhiều lắm. Đây là một cây nhá. Một cây đây nữa. Cây khổng lồ nữa. Cây khổng lồ chắc là rụng hết. Quá là cây mới cây đấy, cây mới mật. Đây này, cái quả nữa mình quay bên kia sang. Ui, dù. Cả nhà nhìn thấy không? Quả này phải 30 cân. Đấy. Cả nào có thấy nồng bềnh ở ao. Đây này. Từ gốc này. Ôi quả này chín rồi. Ui dồi chín nhũn như thối này. Ui dồi. Dụng đây này, ngập bàn chân. Đây. Chín hết rồi, thối hết rồi cả nhà này. Nghèo phí nha. Mới mang về là bọn nó vẫn ăn đấy. Vẫn đi ra chợ nó mua nhưng mà. Bà chúng đây rất là kiểu các vị sợ. Cả nhà. Nó sợ là sợ rắn đấy. Đấy. Đấy từ hồi xây trang trại em chia sẻ này đây. Bỏ không. Ui giời ơi. Đây. Ngồi đây này. Câu cá uống rượu này thì bố đời luôn. Nan can này. Đấy. Kia cái nhà tròi ở. Đấy, vừa mình đi vòng đó kia kìa. Mít nắm quá dính đầy tay. Ui, thôi bây giờ nắng rồi cả nhà. Bẩn hết là nếp nhăm nhớp. Bây ra rất ít bẻ rau sắn thôi nhá. Nóng quá rồi. Mà cứ đùng cúng dưới đây này. Những quả mít tiếc thiên này cả nhà. Không làm gì được. Không ăn nổi nữa. Có cái mít mặt ui, thôi lại tiếc lại làm múi nữa. Chịu được nò lắm. Mình ăn thế là nhiều, ăn thế là nhiều đây này. Quả vừa mình ăn đầu tiên này. Ừ. Nhà nhìn không? Ui dù nè. Nhà nhìn thấy không? Ngon chưa? Thơm phức. Ui dù, đấy. À, toàn múi là múi vàng ươm. Bó này không ăn nổi nữa. Nhìn thấy thèm chịu. Cả nhà sau một chầu ăn mít ăn miếc nhiều quá. Tiếc ăn no quá rồi mà. À, ra cái chỗ này để cấu những cái búp rau sắn này nhá. Để về để muối này. Đấy. Mình cấu này về lại nhặt nước lần lần nữa. Đấy. Búp rau sắn này về muối chua để ăn kho các kiểu. Đây nè, cả nhà. Đấy. Những cái búp non này. Nâu như này đúng là rậm rạp mà sao các cháu bảo nó đi lấy với lại xuống lấy hoa quả nó phải không dám như rừng mình phải đấy cả nhà có khi dừng máy để tập trung cấu thôi nó nóng quá cả nhà. Ui, mùng chuối già chín kia rụng hết đấy cả nhà vất vả quá thở dốc đấy lấy được một ôm này đấy buộc gọn gàng rồi tí nữa về muối đấy cả nhà. Rau sắn nha. Vừa nắng dẫn hết ra gà gai ốc rồi cả nhà. Nó nóng nó dão. Nó ra nhiều mồ hôi cả nhà. Trong này ăn mít nữa. Ui dồi ôi, mít no quá cả nhà. Bỏ thì tiếc ăn. Mỗi loại ăn vài múi. Lo. Đây ngoài đường ấy. Mấy cây mít ở trong chỗ cái trang trại. Vừa mình rút ra nuôi đây này. Ui dồi ôi. Khiếp quá. Mệt thật đấy. Này bảo các cháu nó thuê nó đi bảo đi rất cho 100.000 nó không đi nó sợ rắn vậy cũng mình cũng thấy giận thật nhưng thực ra không có đâu anh à. Thôi bây giờ về mình lại nhặt đi nhá cả nhà nhá mình nhặt xong bắt đầu là
mình rửa sạch vỏ qua đi, rửa sạch và để phơi héo héo đi, bắt đầu là mình đi muối. Muối khi nào mà nó thành sản phẩm đấy, mình nấu cái món gì ăn thì mình chia sẻ cả nhà nhá, là vừa nấu chia sẻ món ăn và chia sẻ cách muối rau sắn của mình đấy nhá. Cả nhà nhá, mình sẽ đi nhặt rau sắn này. Bây giờ chiều mát rồi mình mới nhặt được cả nhà. Nhặt xong là ngâm vào nước muối loãng này để rửa đi, rửa để phơi, ngâm vào đây nước muối loãng nữa là độ hơn một tiếng cả nhà. Xong rồi búp non này cả nhà. Đó, cái đầu lá non này cả nhà. Rửa. Nắng ngần chết. Bên nhà bác ơi, trang trại sẵn lắm. Quả mít mít này. Đây. Đây, đã rửa sạch và đã để ráo cả nhà. Đấy. Toàn ngọn non chưa, rửa sạch để ráo nhá. Bây giờ mình sẽ đi pha nước muối nhá cả nhà nhá. Nước muối cũng bằng nước mưa thôi. Đấy, vừa mình đấy, còn nước mưa này, mình đã chuẩn bị xong hết các đồ gấp đây. Đây, cái hộp chuyên muối của mình đây. Đây, mình sẽ cho nước muối hột vào đây nhá, pha tỷ lệ nó hơi đậm đậm một tí nhá. Nhạt quá thì nó cũng lại nhanh chua, đậm đậm tẹo thôi, đừng đậm vừa quá lại căng. Xả nước mưa ra, đấy. Muối vài ba hôm là chua là thơm ngon, là chế biến món ăn thì mình chia sẻ cả nhà nhá. Muối là phải muối hạt đấy cả nhà nhá. Nguyên tắc của nó cứ theo tổ tiên để lại, làm cái gì muối cá muối cái này cứ phải muối hạt. Cứ cho vào. Pha nó đậm đậm thôi cả nhà. Đừng nhạt quá mà đừng mặn quá. Nhá cả nhà, mình sẽ xếp rau sắn vào từng lóc con để gọn nó như cả nhà nhé. Ăn thì ngon, nấu canh cá này là cái món gì mà dễ ăn. Cả nhà thấy không? Thấy chưa? Chín cái này là mình sẽ chia sẻ món gì là vừa làm món ăn là vừa chia sẻ cách muối dưa rau sắn muối chua đấy nhá. Đấy, mình cứ làm đấy cả nhà ơi. Sau 3 ngày hôm là mình từ hôm đi cấu cái ngọn rau sắn xuống ao nhà bác Phởn đấy, hôm kia đấy còn 3 ngày là xuống đấy mình chia sẻ cả nhà, là xuống đấy bờ ao nhà bác cấu rau sắn này, ăn mít cấu rau sắn về muối chua đấy. Rau sắn muối chua vì nó là đặc sản đấy cả nhà. Đấy thì bắt đầu là hôm nay được 3 ngày đã chua vàng ngon lắm rồi, thơm lắm rồi. Mình lại đi kiếm săn hàng ngay, kiếm 2 con cá các sộp. Sộp và sộp đồng đấy. Mình nhà quê mà. Quê những ông nào kích kết là mình biết rồi. Để cho 2 con, ngon lắm. Bây giờ đang chờ đầu với Hùng đi làm tan ca về. Bây giờ 5 rưỡi chiều rồi. 5 rưỡi 6 giờ, 6 giờ. Vẫn đang sáng này chưa. Nhạc quay sổ số tông tông sạch, tông tông bụp vẫn đang phát huy. Và chú đang trên đường chú về. Vào là hai anh em mình dán chia sẻ nhé, nấu canh cá sộp với dán dở qua đi, bắt đầu mình cho rau sắn muối chua và ăn ngon lắm, đúng cái mùa hè nắng nóng này thích lắm cả nhà. Sau đó mình chia sẻ luôn là cái cách để làm rau sắn muối chua, bây giờ cái đặc sản này bán cả trên mạng luôn đấy cả nhà. Mình ở quê cứ thích ăn thì ra bờ ao bẻ về mà lấy thôi đấy cả nhà. Bây giờ chú vào cái là mình mổ cá rán dở lên, thế là cái cách rau sắn muối chua ngon lắm, nó rất là dùng khế của mình khiếp không. Thế chín đây, dùng khế mấy cân đi dùng này, úi dụng thấy chưa, động vào dụng chín dụng rồi, mang lên chẳng ai ăn. Nhà kiếm có nhà thì đây này, cá kìa đấy, 2 con đang bơi ngon ngoe đấy. Đó. Cá vàng bưởi tung tăng, còn này em cò coi cò đây đây nè đấy cả nhà, ngon chưa, sộp xịn sò nhá, một em vàng một em xanh đen đấy, đây mà là sộp đồng nhá cả nhà nhá, mình đây thì cái đầu kích vào cả nhà,
Đấy, cho vào cái thớt đấy, chặt cái vây, cầm cái gọng dao ấy, ghẽ vào, gõ vào gáy nó, gõ khực phát vào gáy nó, xong là bóc mang ông ạ, bóc mang cạo vẩy sạch sẽ thôi, còn không để nguyên không cần khứa, nhanh lắm, dán xém qua cái là đổ rau sắn muối chua vào. Đấy. Ta mà làm, ta làm xong đâu, ta sợ mày lại bỏ bom, không dám làm, thì chắc ăn cái phải để vào, mình ta ăn làm sao được. Sao nào qua giờ này có xong rồi, nửa tiếng là xong, chua được cả nhà, hai hộp. Mình bỏ đây để chú Hùng lấy một hộp về ăn, còn anh em mình ăn một hộp thôi, còn cho mấy nháy đấy, thơm chưa, thơm phức này. Cái mà đây là cái này người ta bán trên mạng đắt lắm cả nhà, nhưng đây mình có mình làm ăn không? Thì muốn ăn vã là mãi chú Hùng ạ, ngon thật, ăn cơm rất ngon đấy cả nhà, nhưng kho cá, cái này kho cá mới nấu thịt móng giò ngon lắm. Này cả nhà này, đấy, vàng ống thơm phức. Mọi người giữa cái nóng cái gió này mát ruột. Hello em bông, em tròng bông, bông đáng yêu nhất nhà, bông bây giờ bật cỏ não thật. Giờ mình sẽ nổi lửa đây cả nhà, nổi lửa đây cho dầu vào, chú Hùng mổ xong rồi cho vào rán luôn cho nhanh với anh em chân một tay. Chú đang mổ cá cạo nguyên cái vảy thôi chú Hùng ạ, cạo sạch sẽ đi, thế là bóc cái o thế là xong. Ui con này nó buông lâu lắm rồi chú Hùng ạ, cái vảy em buông rất lâu rồi đấy, mẹ sộp đấy chú Hùng, nhìn mua sộp sộp đồng nó mà như thế. Tuyệt vời mặt trời chưa? Đấy cả nhà. Mà rán nó cần xém vàng rồi nha, xém bốn mặt vàng xém luôn chứ không cần vàng chín quá là ăn nó sát cả nhà. Thế là cho rau sắn muối chua vào, thế là xong. Đấy, nhà anh em sắn vào. Đấy. Đấy, cả cái nước nó vào, thế mình chế nước mưa nó vào rồi. Ngon lắm cả nhà, đặc biệt luôn đấy. Chí cho mình chín sau. Thơm không giò đấy, cho nước mưa vào. Cho ngầm một sớp sớp vào là được uống thôi, được rồi đấy cả nhà. Muối cái này mình làm cái kiểu này nhá, còn cá kho này, nhưng mà mình kiểu làm canh thôi, ăn để cho nó để hút cái nước này cho nó mát này. Cái này mà ăn với cơm nữa thì mình cắm cơm nữa thì nhanh lắm, nhưng mà thôi ăn vã ăn chia sẻ. Coi ra đây bỏng bóng đấy coi, xem làm gì nữa, khổ quá. Cái giỏi thò mỏ vào đấy mà mổ cả nhà. Nhìn nồi canh cá rau sắn muối chua của anh em mình đẳng cấp chưa? Đấy. Đó mà đấy, đặt cá chết. Ổ làm ổ cho cá chuối nó ngủ nha cả nhà nha, cho cá sộp nó ngủ. Ăn ngày này đúng là tỉnh những ngày hè nắng nóng này ra. Rất cẩn thận. Nhưng mới anh em một con mà cho mấy con to nhất. Tao ăn con nhỏ nó cũng lo lắm. Đấy, tối rồi cả nhà, mình mang lên ăn cho nó mát cho đỡ mất mồ hôi. Dưới kia vừa nóng lại khổ lắm, ăn uống nó mất ngon. Mang lên cho này, bật điện cho này lên để ngồi cho này ăn. Anh em mình lên đây ngồi ăn cho nó ngon. Chào các thằng em quên, bây giờ mới vào chào. Đấy, đây là món canh rau sắn nấu với lại rau sắn muối chua nấu với lại cá sộp. Mời cả nhà ăn cùng với anh em này mình nha. Đấy, mình chia sẻ là từ lúc đi lấy rau sắn về muối này, xong bây giờ nấu ăn này. Đấy, mời cả nhà nha. Thôi xem thưởng thức đi, mặt nhỏ mang đâu 2, 4, 6, 8, ủa đến được gì nữa, nhiều lắm, gần 40 này. Thôi. Tích ở 2 năm này, còn cái ngày xưa còn muối nữa, còn phải nói gì thật, tính phải hàng gần nghìn thôi. Bao nhiêu năm rồi xuân nó rắn. Tỉnh lắm, sang đây chưa nói là có bố uống hết, mà tâm nhất là mật rắn này anh em mình uống mỗi một chén thôi, uống nhiều nó hôm nay mới làm, mới lại nhớ là mật rắn đấy cả nhà. Không có là không gì đâu, nhớ là cứ để đây thôi. Chỉ có mỗi chút xuân nhớ sang nó tinh lắm. Xuân mới nay cần lấy thật mấy ông cậu phở. Mấy ông cậu phở là mà nhìn thấy khác. Thôi mời cả nhà nhá. Đây nào mà đi rượu mật rắn trước đã này, xong rồi tí nữa uống rượu kia sau. Chào mọi người nha. Rượu mật rắn chỉ còn thế này thôi. Cái ăn uống này nó nóng mà nó người nghiếc là xương cốt nói đó.
xương đợi ta để chưa. Đây này là bát nước canh ngon. Nước canh cá. Ok thì chiên lên. Cho thìa mà hứng, gỡ đi nó thế nó gỡ đi đây này. Đây là cái. Luôn không? Rất ngon. Ui giời, gấu ông nô bắt đầu lại lên đây rồi. Ôi hai ông ơi. Ngay cả nhà. Bộ này mới ngon này. Bởi vì hôm nay rốt mẹ nhìn rốt một tuần này. Ngồi như hai anh em mình ngồi nghe. Cái này thấy mình lên đây nó nói chuyện gì rằng nó lại phóng lên đây. Mật cá sấu rất ngon. Ăn bộ ruột nó ngon lắm. Chú lại làm nốt bộ đây nữa, anh để còn để dành bụng anh còn mai mốt mua có mình anh làm video lại phải ăn. Chú là có anh em mà là review hộ này. Mình đỡ phải ăn. Để cho thằng nô nó bụng. Đấy, thoải mái ăn, hai anh em hai con này có tướng cả nhỉ, ăn ốm luôn. Còn thêm là cái rau này mà cho cái xìa múc cho tí nước nữa cả nhà. Đấy, mời cả nhà nhá. Ăn này mới sướng đời. Nói chung là anh em mình nướng cuốn bánh tráng này, ăn rau, cuốn rau ăn chán rồi, hôm nay có đúng rồi cái rau sắn muối chua này à. Nấu rau sắn muối chua là sẵn rất. Vẫn dài dài. Anh từ bé ngày xưa anh ở Tây Bắc anh biết. Mình biết ăn người ta rau sắn rau chứ từ ngày xưa đói giờ lấy rau sắn này vò luộc ăn chấm muối nước mà làm gì có nước mắm như bây giờ toàn muối hột pha ra mình chính không có thế chấm phải nước muối thế là bắt đầu là chấm cá ăn chấm lại xào. Được nha. Nắng là uống chín người chỉ thích cái chua này. Ôi, sướng đời thật khoái nhỉ. Cho mình đánh uống này, cứ thấy uống ngon miệng là thương rồi. Ngon miệng là hàng chuẩn, hàng sạch. 100% bờ ao cấu vàng. Ăn hết. Rau sắn bên đầu dưới chỗ bờ ao nó khoảng bên đó, sau đấy thì sạch tuyệt đối rồi. Chả phun, chả phèo cá cái gì nó bay vào. Các cái chỗ khác là sợ nó bút. Chưa cần buồn. Đấy, cả nhà đây hôm nay mình đã chia sẻ nha. Nói từ lúc đầu là đi lấy rau sắn về này, công trình đi lấy rau sắn về muối chua đến thành quả mất 3 ngày rồi cả nhà. Nắng này là mùa này đang nắng chỉ 3 ngày thôi thì 4 ngày là ăn được anh ấy vàng ngóng luôn, rất thơm ngon. Thế là nấu với canh cá này rồi nấu với canh xương lợn nói chung vân vân là nấu là đều ăn ngon. Đấy, với video hôm nay mình chia sẻ là vừa cách muối rau sắn và nấu với canh cá nhé. Thôi hẹn thằng nhà đi sau quay chào các nhà. Video nó dài quá. Đây, mình phải xin ông anh một hộp về để nấu cho vợ con thử. Nấu cho vợ con ăn. Vợ chú công tác cũng là người nông thôn được nhưng mà cứ đi học từ nhỏ. Bây giờ nhớ có tuổi đã đi dạy học. Con chả biết nấu cái gia vị gì. Thật sự là còn nói bây giờ cái bọn ấy nó biết ăn rồi toàn bố mẹ đến giờ về học đi lên trường đi ăn ký túc xá ăn hồi tao thấy như vợ mày đi ăn cơm ngồi đây. Thế thôi thịt cái thời đấy mới là thời sinh viên cơm người ấy chỉ thế thôi. Đi ăn mà không đậy vào thì gặp gió nó bay mẽ thịt. Bây giờ bọn sinh viên nó ít nhỉ. Về mà em ăn có bữa 2.000 cơm. Bữa như bây giờ chúng nó ăn phải 30.000 mới 20.000. Nhưng mà nó vẫn tăng cân. Thế hồi đấy, thời đấy thế thôi. Quên đấy, mải chuyện quá. Hẹn cả nhà lúc sau nhá. Chào mọi người nhá.